Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào các bình luận viên một tuần lại trôi qua Và tới đây thì chúng ta chuẩn bị hướng tới giải U23 châu Á Thực ra giải này được quan tâm nhiều bởi vì sau thất bại của đội tuyển Việt Nam dưới thiệu ông Su bây giờ chúng ta của đội U23 có một huấn luyện viên mới, huấn luyện viên nội anh Hoàng Anh Tuấn Và U23 năm nay còn có ý nghĩa nữa là giành suất để đá Olympic Paris Và Tất nhiên là cái điều đấy thì thôi ta nói ra mang tính thống kê cơ hội chúng ta để giành được một trong ba cái vé đi, ba vé rưỡi nhỉ Đi Olympic Paris là nói thật là rất khó bởi vì đây là những cái nền bóng đá đỉnh cao nhất của châu Á rồi. Họ sẽ cử đội hình mạnh nhất, những siêu sao ở cái độ tuổi ấy, thậm chí là những người mà đang thi đấu ở châu Âu cũng sẽ về thi đấu cho đội tuyển với cái mục đích tối thượng của giải U23 châu Á là giành được vé đi Paris vào cái tháng 8 này. Đội của chúng ta sẽ ngày 17 gặp đội Kuwait, ngày 20 gặp đội Malaysia vào ngày ngày 23 chúng ta sẽ gặp Uzbekistan, đội bóng đá được đánh giá là cao nhất tại bảng này. Như vậy luật thi đấu à, lịch thi đấu như vậy là thuận lợi anh đúng nhỉ? Tôi nghĩ rằng đó là tốt nhất có thể. À, bởi vì chúng ta cứ hình dung là Uzbekistan có một cái chất lượng, có một cái sự đầu tư ổn định trong khoảng 5 6 năm qua thì sẽ là đối thủ mạnh nhất và chúng ta gặp họ ở lượt trận cuối cùng thì có nghĩa là chúng ta sẽ có cái điều kiện để giải quyết các đối thủ còn lại ở những cái trận đấu sớm hơn nó đỡ phải gọi là toan tính nhiều à, chúng ta giải quyết trước thì chúng ta sẽ nhẹ cánh để đỡ phải gọi là chơi cái trận đấu cuối cùng gọi là với một cái áp lực lớn à, ở hai đối thủ còn lại thì coes là một đội bóng mà trong lịch sử trong nhiều năm qua thì chúng ta cũng đã có một vài lần đối đầu và chúng ta cũng khó những cái kết quả nhìn chung là, 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 là khả quan à, và chúng ta cũng thấy rằng là họ trong nhiều năm vừa rồi đầu tư cho bóng đá nó cũng không thật sự là có chiều sâu không có những cái dấu ấn lớn À, trong cái đó thì Malaysia thì ở khu vực này chúng ta cũng không nhìn thấy họ có những cái chuyển biến lớn ở cấp độ bóng đá trẻ cũng như đội tuyển quốc gia. Đội tuyển quốc gia thì có vẻ như còn 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 nhiều hoạt động hơn bởi vì là họ nhập tịch. Thế còn ở cấp độ trẻ thì họ không có nhiều những cái động thái để chúng ta thấy rằng là họ có sự gọi là cải thiện nhiều. Vậy nên là tôi nghĩ rằng là hai trận đấu đầu tiên là chúng ta đặt ra một cái mục tiêu có kết quả thuận lợi là hợp lý và cái bảng này là bảng vừa sức. Và đây cũng là một cái kết quả bốc thăm nhờ những cái thứ hạng ranking FIFA của chúng ta trong những năm trước. Bởi vì nếu như chúng ta không có cái 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 thứ hạng mà số 1 Đông Nam Á ở trong những năm trước ấy thì khó lòng có những cái cái, cái thuận lợi trong cái bốc, thì, bốc thăm này. Tương đấy. lai là chúng ta sẽ khổ ừ, đấy. Khó khăn đấy. Tương lai <laughs> bốc thăm nó, nó sẽ trở lại này. cái câu ừ. chuyện của trước năm Ngày 2017. Trước. Đúng rồi. Đấy. Đó, anh thế còn uh, anh Huy anh đánh giá thế nào về mục tiêu của chúng ta? Vào tôi nghĩ rằng là đặt ra là qua vòng bảng thôi. Tôi cho rằng mục tiêu đó là hợp lý bởi vì mặc dù chúng ta trải qua một cái khoảng thời gian bị trũng như vậy nhưng mà chúng ta rất là kỳ vọng U23 giống như chiến tích Thường Châu cái đây 6 năm U23 cũng sẽ là cú hích trở lại cho nền bóng đá bởi vì nói vậy bóng đá Việt Nam vẫn đang có cái phát triển tôi nghĩ rằng đúng hướng cả đào tạo trẻ cũng như là các giải đấu quy củ hơn thì vừa rồi chúng ta bị một cái giai đoạn nó buồn quá tôi nghĩ rằng là đặt mục tiêu qua vòng bảng thì là hợp lý để mà chúng ta từng bước một cứ qua vòng bảng đã rồi tính tiếp và đây là cái mục tiêu tôi cho rằng khả thi đấy bởi vì uzbekistan thì có vẻ trội hơn hẳn à, nhưng mà chúng ta gặp họ ở trận cuối thì dễ bề tính toán rồi có thể có những cái tính toán và chủ động cuộc chơi ở hai trận đấu đầu tiên à, thế rồi chúng ta cũng đặt kỳ vọng vào một số cầu thủ đã từng được lên tuyển à, trở về đá với các bạn bằng tuổi thì các em lại là những người rất là chững đạt thì tôi cho rằng là những vị trí kiểu như khuất văn khang rồi là văn tùng đình bắc rồi thái sơn Cả hàng phòng ngự có những người mà đã từng đá tuyển rồi thì sẽ làm thêm bộ khung cứng trong Hoàng tuần. Ờ, vừa rồi thì trong tuần vừa rồi cũng có câu chuyện của Đình Bắc lại và nhắc lại đúng không? Anh Văn Dĩ Sơn anh đã 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 phát biểu trên uh, truyền thông, phát biểu trong cuộc họp báo nhỉ sau trận ấy, là là nói chung là là là, là nói thế nào nhỉ? Là phê bình cũng đúng mà dạy dỗ cũng đúng đối với một cầu thủ trẻ như Đình Bắc. Và gửi cả những lời nhắn nhủ đối với người đại diện của anh ấy. Tôi nghĩ rằng là câu chuyện của Đình Bắc không chỉ đơn thuần là một câu chuyện nó mang tính chuyên môn. Mà đây là một câu chuyện ví dụ như là làm giá chẳng hạn Câu chuyện về việc là tương lai của anh ấy ra làm sao chẳng hạn Rồi là đi đâu chẳng hạn Rồi là đã có những tin đồn về việc là đến một câu lạc bộ phía Bắc Trong hoặc kép nó là như thế Và cái việc đấy nó xảy ra trước cái giai đoạn mà đội tuyển U23 tập trung và đi như chuyên như thế này Thì tôi nghĩ đây là một cái chuyện nó không thực sự là hay lắm Nhưng nếu như tôi đặt ra một câu hỏi là nếu như thực sự Đình Bắc muốn có được áp lực và muốn dùng áp lực đấy để mà thúc đẩy bản thân mình ấy thì anh ấy phải chứng tỏ ở trên đất Qatar thôi không có cách nào khác cả và cũng có một điều tôi cho rằng đây là một điều may mắn và nếu chúng ta gọi đây là một di sản của ông Sushi thì nó cũng đúng di sản của ông Sushi đối với bóng đá Việt Nam có hai di sản một di sản rất là nặng nề đấy là di sản về mặt tâm lý và di sản đấy thì nó gây áp lực cho U23 của chúng ta ở cái giải đấu lần này cực kỳ lớn luôn nếu như chúng ta thành công thành công đây là vượt qua vòng bảng thì nó sẽ tạo ra một cái cú hích nào đó còn nếu thất bại thì làm một câu chuyện kinh hơn nhiều nhưng một cái di sản thứ hai chúng ta không thể phủ nhận được đấy là cái việc mà ông ấy trẻ hóa một cách cực đoan đội tuyển quốc gia trong những trong cái thời gian ngắn ngủi của ông ấy thì nó lại giúp cho rất nhiều cầu thủ của U23 và ở đây hiện tại ngoài Tuấn Tài bị bị thương thì chúng ta còn thấy ba cái tên đó là Thái Sơn, đó là Văn Khang và đó là Đình Bắc đã từng qua đội tuyển quốc gia để chơi ở U23 lần này. Cho nên là nếu mà chúng ta nhìn đội hình của giải lần này với giải của lần trước và lần trước nữa ở giải thường châu thì chúng ta thấy một điều rằng là nếu như ở cái giải 2018 ấy ông Pang Sơ ông ấy có những cầu thủ U23 lúc đấy là đã là nhiều người đã là trụ cột của các câu lạc bộ của họ V-League và đã qua đội tuyển quốc gia rồi tức là lực lượng rất mạnh trong một giải đấu mà không có cái câu chuyện liên quan đến Olympic gì cả thì tự nhiên nếu như không có một cái cuộc cách mạng giang dở của ông Philip Chuse chúng ta chưa biết liệu Đình Bắc liệu Văn Khang liệu có cả Thái Sơn có được đá đội tuyển quốc gia và lên U23 lần này không thành ra là nhìn vào lực lượng của giải đấu lần này thì tôi không thực sự lạc quan lắm tôi thực sự không lạc quan lắm. Hmm tôi nghĩ là lực lượng thì uh, theo tôi thì cũng đã gọi tất cả những người tốt nhất chứ. gần như là là tốt, tốt nhất, nhất rồi yeah. uh, nếu như có thiếu thì đấy trường hợp của Minh Trọng chấn thương Tuấn Tài uh, trường hợp của Thanh Nhàn đúng không Tốn ạ Tuấn Thương Tấn Thương uh, Tuấn Tài thì theo như uh, thông tin thì vẫn là phút chót là vẫn đang đi uh, vẫn đi mà nhưng con hay không thì chưa chưa có. chưa khẳng định Thế thì tôi nghĩ rằng là phần còn lại là anh em cũng đều là những anh em Thứ nhất là, là, có những người đã từng lên đến tuyển quốc gia Thứ hai là làm việc với ông Thu Dê trong một cái thời gian dài ở các cấp độ đội trẻ Và thậm chí còn làm việc với chính anh Hoàng Anh Tuấn Ở các cái lứa trẻ trong những năm qua Có cả những cái lứa mà đã có được thành tích nhất định Ví dụ như là chức vô địch U23 Đông Nam Á năm ngoái Thế thì tôi nghĩ rằng là đấy là những cái con người vào loại là tốt nhất của chúng ta Và cũng đã có làm việc với nhau với một cái hệ thống nào đó thì họ hoàn toàn có thể trở thành một cái tập thể tạo ra được những cái cái điểm nhấn với mục tiêu là chúng ta tối thiểu là qua được vòng bảng. Uhm, nếu như qua được vòng bảng thì chúng ta sẽ gặp cái bảng mà bên kia là Ả Rập Xê út, Iraq và Thái Lan. tức là CD đá với thôi, nhau. Thôi thôi cứ long Thì đó, nên nói đó. Thì cái câu chuyện mà nói cái chuyện xa xôi ấy, <laughs> là đương nhiên là nó sẽ là rất nhiều cái khó. Nhưng mà khi đó thì câu chuyện nó lại khác. À, và bây giờ là lo cái việc là qua vòng bảng thì tôi nghĩ là với những đối tượng mà chúng ta đang à, nhìn thấy thì nó vừa sức chúng ta hoàn toàn có thể gọi là đặt ra mục tiêu qua được phấn đấu tốt à, ở đây thì nó có những cái chi tiết để chúng ta củng cố niềm tin nói về lực lượng chúng ta vừa nói rồi nó mong manh đương nhiên có à, nó có khó khăn đương nhiên có khó khăn lớn nhất mà như anh tuấn anh cũng đã nói đó là gì là đây là lúc mà chúng ta đang đối mặt với cái sự thiếu niềm tin và cái bài toán của U23 Việt Nam là giải quyết niềm tin cho chính mình cũng như niềm tin cho cả một nền bóng đá. Đấy là một cái sứ mệnh tương đối lớn, kinh khủng, đúng không ạ? À, vấn đề thứ hai là vấn đề mà có những cái cơ sở thì cơ sở về chúng ta nói về lực lượng đã nói rồi thì tôi còn một thấy một thứ nữa nó đến từ từ chính anh Hoàng Anh Tuấn. Bởi vì anh ấy có một cái duyên là một nói trẻ. Anh ấy có một cái sự liên kết hệ thống trong nhiều năm qua để làm một nói trẻ. Và trong cái phẩm chất của con người này tôi cảm nhận được một cái điều rằng anh ấy có cái sự linh hoạt anh ấy đương nhiên không phải là một người quá trẻ để mà có một cái sự bồng bột nào đó Anh ấy cũng không đến mức độ già ở đến cái độ đoạn là gọi như là bảo thủ cực đoan nào đó Và có một cái sự linh hoạt giữa cái giữa, giữa dùng cái 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 gọi là nền tảng và cái 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 thứ thực tiễn thậm chí là thực dụng để mà phát huy và có một cái sự quyết liệt của anh Tuấn ở những cái giai đoạn quyết định trong những trận đấu có 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 tính chất là then chốt ấy. Thì tôi nghĩ rằng là anh Tuấn anh có thể làm được. Ờ, vấn đề còn lại là cái duyên nó có phát huy được không thôi. Tức là đây duyên ở đây có nghĩa là cái sự may mắn ấy. Vì có lúc ấy như tôi với anh Huy ngày hôm qua có nói chuyện với nhau trong một cái diễn đàn đấy thì nói là đã có lúc anh Tuấn làm có những cái giải như giải U20 nhỉ. Là được 6 điểm sau hai trận mà vẫn bị loại. Có nghĩa là cái may nó không đủ, cái duyên <laughs> nó không đủ. Thì, thì hy vọng là cái điều đấy nó nó hội tụ đầy đủ ở trận đấu những trận đấu tới đây. Hôm qua thì chúng ta có một trận hòa trận đấu giao hữu với NBA Jordan đó là một kết quả tôi nghĩ rằng là đáng khích lệ sau đó hình như là có rủ nhau đá penalty jordan làm mạnh hơn coes nha Mà vừa rồi là đội jordan là cũng thắng giao hữu là cũng thắng mấy đội mạnh với đấy ừ iraq rồi. rồi thái lan là họ cũng đều thắng cả đấy mạnh tất nhiên mà. là giao hữu nhưng mà jordan cũng là, là đội mạnh rồi Coet gần đây bóng đá của họ không đầu tư nhiều thành ra bị rơi họ đã từng đi cấp rồi nhưng mà chúng ta thấy các giải trẻ của châu á Coet không có vào sâu đa số là dừng lại vòng bảng thôi thì có thể coi Jordan thời điểm này tôi cho mạnh hơn. Tất nhiên nó chỉ là giao hữu thôi. Hôm qua thì đá hòa xong rồi hai bên rủ nhau đá phạt đền để mà rèn tâm lý cho các học trò. Cũng là cái tốt thôi. <laughs> rồi, cảm ơn tôi xin nhắc lại một lần nữa là ngày 17 thì chúng ta sẽ có trận đấu ra quân với đội tuyển của Kuwait. Sau đó thì ngày 20 gặp u 3 Malaysia và ngày 23 sẽ đá trận cuối cùng vòng bảng gặp Uzbekistan và các trận đấu này đều được tường thuật trực tiếp trên các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam. À, thưa quý vị và tôi cũng lại nhấn mạnh một lần nữa là u hai lần này là để giành vé đi olympic paris có thể nói là đây là mục tiêu lớn nhất của bất kỳ một đội bóng nào khi tham gia giải bóng đá trẻ như thế này làm gì còn cái danh hiệu nào lớn hơn nữa đúng không chức vô địch chức vô địch có khi là là là, là tuy nhiên quan nhưng, trọng. nhưng vui nhưng nó không quan trọng bằng việc là có vé đi paris có vé đi uh, olympic tới đây tại uh, thủ đô của nước pháp à, còn đây là chúng ta trở lại với uh, v league v league thì uh, đang tạm dừng cũng chỉ vì U23 mà chúng ta dừng giải đấu cả tháng đấy nha. đá hai vòng xong lại dừng ừ, đá hai vòng xong dừng cả tháng thì tất nhiên là có nhiều ý kiến khác nhau về chuyện này nhưng thôi thực tế nó đang là như thế chúng ta vẫn phải đang dành được cái sự quan tâm và ưu tiên cho các đội tuyển trong đó tuyển U23 à, cái, cái cuộc đua ở các cái nhóm cuối bảng đang hấp dẫn đấy sáu bảy đội liền đấy sáu bảy đội liền đấy là tình huống có thể nó liên đới đến rất nhiều đội và nó có thể thay đổi qua từng vòng đấu nhưng có lẽ sự khó khăn nó sẽ không được gọi là buông bỏ cho trường hợp khánh hòa đấy là một cái trường hợp khó. khó rồi khó thế còn những cái vị trí còn lại nó sẽ là sự tranh chấp người là qua từng vòng đấu và không thể nói trước được đội nào là đội đứng thứ 13 ba cuối mùa và 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 có những cái tên là đều là những ông lớn từ xưa nhé những cựu vương nhé như việt thể công này rồi Hoàng anh gia lai này rồi sông, sông lam là... nghệ an này rồi ai nữa nhỉ rồi gì đấy Quảng Anh Nam, Thành phố Nam. Hồ Chí Minh, Quảng, Quảng Nam trong đã từng là những vương, rồi. vương rồi, đấy nghĩa là toàn những cái, cái 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 tên rất là đáng chú ý. Thành phố Hồ Chí Minh thì đương nhiên vẫn đang nằm trong cái cái vòng cái xoáy mà mà phải chiến đấu để 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 để. để, để Không, mà. nhưng bởi vì cái điểm tích lũy ở cái đoạn khoảng 8 đến 9 vòng đầu của Thành phố Hồ Chí Minh là nó tốt, để đến chỗ là họ nhìn hơn một chút, họ đã ở cái cái khúc giữa ở phía trên rồi, thì nó đỡ hơn rất nhiều. Nhưng đấy là tình huống uh, tạm thời nếu chỉ cứ cái, cái cái vết trượt mà nó có thể kéo dài trong khoảng hai ba vòng ấy thì lập tức lại rơi vào cái vòng xoáy của đoạn dưới đấy ngay đấy cái đoạn đầu của anh gia lai là khó khăn nhưng uh, rõ ràng là trong cái tám uh, trận gần đây khi họ giành 12 điểm nghĩa là họ cũng đã tiến bộ hơn rất là nhiều cái đấy là cái mà chúng ta cũng cần ghi nhận và 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 đội đáng lo lắng bây giờ lại chính là đội sông lam nghệ an nhé sáu trận gần đây là họ thua tới bốn đúng rồi sông lam nghệ an dùng trẻ nhiều lúc đầu thì ổn nhưng mà cầu thủ trẻ thì bộc lộ cái sự gọi là không ổn định và đối phương người ta cũng bắt đài được thành ra câu lạc bộ xứ Nghệ đang khó khăn. Nói chung cái nhóm dưới tôi thấy Khánh Hòa là nguy nhất. Còn những đội khác người ta đều có những cái gì đó để mà họ đều có những sức bật theo cái kiểu khác nhau. Một cái sức trẻ đấy nếu mà sau quãng nghỉ họ trưởng thành lên ấy, thì cũng lại rất là rất là tốt. Thế rồi những đội khác cũng đều có những cái nội lực của mình. Nhưng mà Khánh Hòa là tôi thấy căng nhất khó tức là để mà tìm kiếm một cái gì đó để bố víu với Khánh Hòa là khó. Còn những đội kia họ vẫn đều có cái cách của họ Và cái cuộc đua, cái suất áp chót ấy cũng sẽ rất là sôi nổi Ở đây thì nó có một cái thực tế ở V-League Mà những cái đội bóng đua trụ hạng ấy, Nếu thực sự là có kinh nghiệm thì họ sẽ làm được việc như thế này Họ sẽ không cố trong tất cả các trận đấu Và họ sẽ dồn lực để đá những cái điểm. trận đấu Đá điểm đá Tính điểm. gọi là điểm thôi Có nghĩa là đúng cái thời điểm đấy, đã những cái trận chốt đấy là cần phải đá Cần phải giành được những cái điểm số cần thiết Ví dụ như đội ở trên thì sẽ cố gắng là duy trì cái khoảng cách với cái đội ở dưới. Đúng không ạ? Còn với cái đội ở dưới thì cố gắng mà giành đi ba điểm ở trên đấy vì ba điểm đấy nó là 6 điểm chứ không phải là 3 điểm đâu. Đúng rồi. Đấy, thế nên là nó sẽ có cái những cái, cái có những cái tình huống đấy xảy ra. Nếu cái tình huống đấy nó quay quay trở lại thì cũng không có gì là lạ cả. À, và trong cái câu câu chuyện này thì chúng ta nhìn thấy rằng là với Hoàng Gia Lai ấy, họ sẽ không dễ để cải thiện cho dù cái số điểm mà anh Vũ nói đấy là một cái một cái sự khác biệt lớn so với giai đoạn đầu rồi. Nhưng bởi vì giai đoạn đầu là là tệ quá thì đoạn vừa rồi như thế là là tích cực nhưng nó không hoàn toàn thay đổi được cách nhận diện bởi vì họ có một loạt những cái trận đấu gần đây là dẫn bản trước nhưng mà toàn thua, à, toàn thua, thua thua lại tức là bị mất điểm chứng tỏ điều rằng là cái chất lượng của họ ấy, nó chưa phải ở một cái tiêu chuẩn đủ để họ có thể thay đổi được hoàn toàn bên cạnh đó như trường hợp của sông Lam Nghệ An thì chúng ta nhìn thấy là cái lực lượng trẻ của họ cộng với cái cách làm nó tương đối là là mát tay của của Phan Như Thuật đấy là đội một đội bóng nhìn chung là tốt nhưng cái tốt theo nghĩa là về bằng tinh thần, bằng sức trẻ chưa bao giờ là đủ ở V-League cả. Những trận đấu thua của họ gần đây nó thể hiện một điều rằng là họ còn non rất nhiều và chỉ cần non ở một hai vị trí nhất là vị trí hàng phòng ngự ấy là câu chuyện nó sẽ bộc lộ ra ngay. Trận những cái trận thua gần đây của họ làm nó chỉ ra rất rõ cái việc và việc thiếu kinh nghiệm ấy nó ảnh hưởng như thế nào. À, thôi những câu chuyện về V-League thì còn nhiều lúc để nói lắm bởi vì còn nghỉ dài dài trước khi bóng lăn trở lại trên các sân đấu tại Việt Nam. À, thưa quý vị như vậy chúng ta kết thúc à, phần thứ nhất ở đây. vâng chúng ta đến với bóng đá châu Âu à, thực sự mà nói thì à, giữa tuần à, là những cái ngày rất là hạnh phúc chúng ta mặc dù là hơi mệt tí. không ngủ được toàn không, không, không được ngủ, ngủ được hả không được ngủ và thức đêm xem những trận đấu tuyệt vời ngày đấu đầu tiên đó là à, hai trận hòa với bữa tiệc bàn thắng đúng không? sân Real Madrid thì Man City hòa Real 3 đều còn tại à, London thì Arsenal hòa Ben hai đều Thôi bây giờ nói về Arsenal trước đi. Arsenal đang bay ở trên đấu trường ngoại hạng Anh, Anh. Nhưng ra châu ở một trận đấu lớn như thế này thì tôi vẫn có cảm giác là họ vẫn cảm giác nó hơi bị căng cứng về tâm lý một chút. Chắc chắn là như thế. Ừ, nếu nói rằng Bayern Munich vẫn còn rất mạnh thì không hẳn đúng. Bởi vì nếu họ thực sự còn mạnh như cái mà chúng ta vẫn thường biết về họ thì trận đấu đó có thể là sẽ khiến cho Arsenal phải trả giá rất nhiều và cái thế trận nó sẽ đi theo một kiểu khác thì tỷ số lại giống như mấy mùa trước bốn năm một nhưng mà nhìn vào cái cách đá của bayern munich ấy, nhìn vào cái mà bayern munich đã từng bị gọi là arsenal gọi là là là, lần lướt ấy. lần lướt về mặt thế trận ấy, thì chúng ta hiểu được rằng là bayern munich xuống thật nhưng họ vẫn có những cái con người có cái kinh nghiệm để mà tồn tại để gọi là đúng nghĩa là cái bản năng sinh tồn của họ ở một cái đấu trường lớn như này ấy, nó ở một tiêu chuẩn nó khác và đấy chính là một bài học và Ateta thừa nhận cái việc này rõ ràng bayern cho arsenal thêm những cái bài học và bài học đấy nó xuất hiện một cách hết sức hợp lý và arsenal đã sửa sai ngay trong trận đấu đó bởi vì nếu như đó là trận thua thì mọi chuyện nó còn tệ nữa Đúng nhưng rồi. nó không phải là trận thua dẫn đến chuyện là arsenal có quyền được nói cái việc mà ở lượt về nó nó sẽ trong một cái tâm thế khác một trận đấu theo kiểu gọi là giống như đá với Man city thì sao thì điều gì xảy ra thì đâm ra là cái mà Arsenal có được là một bài học là chắc chắn rồi. Uh, nhưng nhìn thấy góc độ trưởng thành của họ ở đâu tôi nghĩ rằng là khả năng chơi bóng của ba đội bóng hàng đầu tại Premier League bây giờ rõ ràng là một cái tiêu chuẩn rất cao của châu Âu. Liverpool, Man City và Arsenal, họ đang đua ở ngoại Anh như thế, họ chơi chất lượng như thế và khi họ đem cái đấy ra châu Âu ấy, về cái phần mảng tấn công ấy, Arsenal vẫn duy trì được. Họ có một thế trận tốt về mặt tấn công. Họ chơi đối phương chơi phòng ngự dày đặc như thế, họ vẫn tìm ra cách được để giải quyết thay đội một đá ăn được một quả bắt đầu bế tắc ở hiệp hai thay thế đội hai vào lại ăn được gỡ được chứng chứng tỏ rằng là họ có nhiều giải pháp họ không có một trung phong nào thực sự thì họ vẫn có thể đá mười mười cái phương án không cần trung phong đúng không ạ sách vở nào thì cuối cùng vẫn phải đưa ra một kết quả cuối cùng là họ vẫn đúng chỉ có điều là những cái sai lầm đó khi nó xuất hiện như vậy nó bộc lộ vấn đề rõ rõ ràng là cái tâm lý của họ vẫn chưa thật sự là và đương nhiên kinh nghiệm của Champions League làm gì có ai có đâu anh nhìn thấy cái bàn thua đầu tiên của Arsenal ấy, nó buồn cười ở chỗ là cái anh Raya ấy, đầu tiên anh chạy lên đấy làm gì không biết. Đúng không ạ? Cái, được, được cái động đây. tác truyền của Gabriel ấy, đầu tiên nếu như anh Raya anh không lên đi thì anh anh Gabriel ấy có một giải pháp nữa là anh đá về cho anh Raya là đơn giản. Nhưng việc đấy nó không thực hiện được dẫn đến chuyện anh gabriel anh lại phải quay ngược là anh đá lên mà anh đá lên thì anh lại đá không đá sang ngoài biên theo một cái một cái gọi là một cái quy tắc nó cơ bản mà anh lại đá vào trong dẫn đến anh qr anh ấy bị cứng hết cả người lên anh không đỡ được anh qr thì anh ấy không mất quả bóng đấy từ từ đấy nó đi theo và ở phía trong ấy thì anh đi làm ra anh ấy đọc tình huống anh bắt bài Thì anh bắt bài anh không đọc bắt người bên trong anh đi bắt đi theo quả bóng tất cả những cái sai lầm đấy mang tính nguyên tắc và anh ấy làm tất cả các anh ấy đều làm sai hoàn toàn cả rồi tình huống thứ hai nữa thì nó cũng 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 là một cái sự tương tự nhưng tôi nghĩ rằng là quan trọng nhất là Arsenal không thua à. trước một đối thủ như vậy cái 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 điểm đó là điểm tích cực mà tôi đang muốn nói đến đấy chính việc là Arsenal uh, rất khó thua đây là đội bóng rất khó thua và đấy là, là 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 gọi là chân mệnh thiên tử đấy nói thật là các đội bóng mà mà muốn vô địch được hoặc muốn đi sâu được là phải rất khó thua mà Arsenal rõ ràng trận đấu vừa rồi là nó nói là hay thì họ không thể gọi là hay được đó, đá trên sân nhà mà không vượt qua được một Bayern là đi xuống rất là nhiều, họ hòa với tỷ số hai đều và với việc là không tính cái bàn thắng sân nhà sân khách gì cả thì rõ ràng là cửa vẫn còn rộng mở. Cho dù rằng họ sẽ phải hành quân đến đến Bavaria nhưng mà nhưng mà nói chung là nó mọi thứ còn đang đang trước mắt không quyết định được cái gì hết. Tôi nghĩ là mọi chuyện khó cho cho Arsenal ở lượt về hơn. Chúng ta đánh giá phong độ của hai đội bóng chủ yếu là dựa trên những gì mà họ thể hiện ở hai giải vô quốc gia. Cũng ở diễn đàn này ở cái cách đây một tuần thì chúng ta nói đến hàng phòng ngự của Arsenal cực tốt đúng không? nhưng mà đấy là tốt ở Premier League thôi sang đến sân chơi này thì bộc lộ sự non kinh nghiệm luôn và tôi nghĩ rằng trận đấy Arsenal không thua là một phần là nhờ giữ điểm kém thôi Benfica tức là nếu mà chúng ta xem live score chẳng hạn chúng ta sẽ nhìn các chỉ số chúng ta sẽ thấy rằng là số pha dứt điểm của Arsenal nhiều hơn rất nhiều so với nhưng mà trên thực tế là số cơ hội thực sự 10-10 của Benfica là nhiều hơn và họ có thể kết thúc trận đấu ngay trong hiệp 1 luôn và những cái pha những cái tình huống của Gabriel của Saliba đấy là những tình huống mà nó rất ngây thơ mà tình huống đấy chúng ta không nhìn thấy ở Premier League nó không họ nó cho che giấu hoàn toàn vấn đề này để luôn rồi còn một quả cầm bóng chạm tay vào bóng ở trong kiểu kiểu phát bóng cho Real bóng trong cuộc rồi đấy thủ môn đấy là trọng tài không thổi cái quỷ cũng là ông Thomas Tuchel ông có cái lý do để ông kêu ca thật và thứ yếu thứ hai là chúng ta đánh giá Bayern Munich có vấn đề là ở câu chuyện Bundesliga thôi nhưng rõ ràng là ra sân chơi này Bayern Munich vẫn là Bayern Munich không còn là một đội bóng của ngày xưa nữa nhưng không còn có khả năng thắng được năm bàn nữa nhưng mà số cơ hội để tạo ra năm bàn đấy là có đấy chứ chúng ta phải phải nhìn đến điều đấy cho nên là trận lượt về tôi nghĩ căng hơn cho cho Arsenal căng hơn rất nhiều cho Arsenal Munich họ chuẩn bị rất là kỹ cho trận này vòng đấu cuối tuần Bundesliga là họ đá rất là lơi chân để mà chuẩn bị những gì rất tốt nhất trên sân của Arsenal và chúng ta đặc biệt ghi nhận Leroy Sané gần à, đây hay. luôn là gần đây Sané chấn thương thì mới ảnh hưởng nhiều còn hôm rồi anh ấy trở lại là rất khác anh ấy tạo ra rất nhiều rắc rối cho hàng phòng ngự của arsenal và tự arsenal là mắc sai sót thế rồi harry kane nữa một trận đấu không hay nhưng mà kane lại có duyên ghi bàn vào lưới của arsenal thế tôi nghĩ là munich vẫn còn đó cái độ lão luyện của một đội bóng mà cái đây chưa lâu đã vô địch cúp c 1 và arsenal thì lâu lắm mới vào tứ kết nhưng mà đã khắc phục được khủng hoảng và cái việc gỡ hòa được ở thời điểm cuối trận là cũng là tốt lắm rồi nói chung là một trận đấu nó có thể không mãn nhãn như man xanh gặp real nhưng mà nó lại có cái kiểu hay khác một cái đội tưởng rằng đã qua đi đỉnh cao thì cái hồn cốt họ vẫn còn và một cái đội lâu lâu trở lại thì cũng đã biết cách xử lý tình huống để mà họ họ hòa được sân nhà và tôi nghĩ thể thức này thì rõ ràng là nguyên đúng là có một chút lợi thế hơn nhưng mà không nhiều đúng rồi không nhiều chứ còn nếu mà như thể thức như trước ấy, thì lợi thế rất lớn thì ngoài sân nhà lắm. ra lại còn những hai bản sân khách nữa thì căng thẳng lắm thì cửa qua sân nào nó bé hơn hẳn bắt buộc phải thắng thì bây giờ nó khác bây giờ là là, là, là nếu không thắng được không sao vẫn có thể 30 phút à. hiệp phụ cũng vẫn có thể penalty và cái thể thức này nó rất hay nhé tức là số bàn thắng chúng, chúng ta cùng để ý là số bàn thắng ở những giải gần đây có vòng đấu ao nó tăng hơn hẳn ngày trước thì họ tính toán hơn rất nhiều rồi bây giờ bây cứ đá, đá đã đã đã. Khác luôn ừ. còn cái trận đấu uh, man city real được đánh giá là trận đấu cực kỳ hay cực kỳ hay bởi vì là cả hai đội đều mắc sai lầm nhưng mà nếu mà nhìn 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 man city thì tôi lại nhìn thấy nó có nhiều vấn đề hơn cái cách đá của real madrid và tỷ số đấy nó cho thấy man city có quá nhiều vấn đề ở mùa giải này luôn đầu tiên là cả vòng knockout mùa trước khi mà trên đường đến trước vô địch ấy man city chỉ thủng lưới đúng ba bàn thì riêng trong một đêm ở madrid thôi họ đã thủng lưới ba bàn rồi rồi thứ hai là câu chuyện về mặt nhân sự kevin de Bruyne không đá có chút nôn mửa trước trận đấu rồi là vắng uh, nathan ake vắng cái walker. cái walker tức là nhìn lên ghế dự bị của man city ở trận đấu đấy chúng ta thấy thiếu đi rất nhiều cầu thủ quan trọng luôn cho nên là không ngạc nhiên khi ở trận đấu đấy nếu như cái hiệp hai mà nó không ổn ấy thì rõ ràng là không biết là Guardiola sẽ đưa ai vào cho nên là anh ấy chỉ đưa thay người khi những khi trận đấu gần kết thúc thôi tức là nhờ có một cái kết quả tốt trước đó chứ còn Kovacic làm sao mà có đủ đẳng để đá đấy được mà Kovacic rời khỏi Real Madrid bởi vì là lực lượng nhân sự nó tốt đến như thế thì anh ấy ở vị trí nào thì mà đá được. Cho nên là ở trận đấu đấy cái hiệp 2 ấy, họ ghi được bàn thắng một phần là nhờ Real tự nhiên lùi xuống và hai cái bàn đó là hai bàn theo kiểu kinh điển và quá đẹp rồi. Cho nên cái trận đấu lượt về sân sân ETH cũng không nói lên được bất cứ nhiều điều hay. Còn một chi tiết nữa tôi để ý thấy là đêm qua Barcelona đá hay trên sân Paris Saint-Germain như thế thực ra không phải là nhờ những một phần là đương nhiên những thay người của Xavi trong những khoảnh khắc quyết định là hay nhưng có một nhân tố cực kỳ quan trọng mà Man City đã thiếu đi đấy là Gundogan. Barcelona đá hay như này vào sâu như này thắng Paris Saint Germain như thế nhờ Gundogan và Gundogan chính là người mất đi ở phía Man City và không thay thế được. Ừ, đó, là một điểm đáng nhớ nhưng cũng có một số thống kê không có lợi cho Real Madrid là ông Ancelotti và đội quân của mình chưa bao giờ thắng tại Etihad cả. Đúng rồi. Đấy là vấn đề đúng không? Đấy là vấn đề. À, tuy nhiên thì với cái cái cách đá với cái sự uh, coi như là là quái của ông Ancelotti thì mọi điều hoàn toàn có thể xảy ra bởi vì anh xem real đá nó thật là đá đội nào và đá đội này gặp ở trận chung kết khó hẳn người ta <laughs> nói là... thật là chung kết đội này <laughs> người ta mấy, có mấy anh mấy mấy em bây giờ đá cũng... hai trận thì mình chưa biết thế nào đúng không đúng nhưng <laughs> mà đá một trận khác. đó real thì khó lắm có mấy anh em là 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 khi mà arsenal giành quyền vào tứ kết và theo đi theo cái nhánh này ấy, là rất tự tin chúc mừng arsenal đi vào cái nhánh nó mặc dù là hai cái ông ngáo ộp chờ họ ở tứ kết cũng ở chờ họ tứ kết gọi là một và ở chờ bán kết nếu có thì đều là những gọi là anh hùng của của Champions League cả nhưng mà người ta nói một cái nhận định rằng là rất hay chỗ là Real ấy, gặp Real mà không thể gặp ở chung kết ấy ừ. nó nói rất yên tâm yên tâm vì <laughs> <giá. cười> có hai trận gặp thì mà sửa chứ còn sửa nó chưa gặp chung kết còn thì không gặp sửa gặp được vì thì đội nó sắc ghê gớm Đúng không? À. Đúng không? nhanh nhẹn mà mà, sắc lẹm luôn mà trong cái yếu tố mà chúng ta nhìn thấy ở hai cái trận tứ kết là đi vừa rồi với hai đội bóng Anh ấy thì có thể nhận thấy rằng là về mặt năng lực kiểm soát trận đấu cũng như là tổ chức lối chơi tấn công ấy thì chúng ta cơ bản vẫn nhìn thấy họ đang làm được. Thế nhưng mà yếu tố phòng ngự của họ ấy, là ở hai vị trí các cái vị trí biên ấy, nó đều xuất hiện cái tình huống ví dụ như Man City là thiếu đi những con người mà tiêu chuẩn nhất, hoa Walker. Đấy, phải. còn bên phía Arsenal thì nói thẳng ra là hai hội viên biên của họ thì chưa bao giờ là những người tiêu chuẩn ừ, như người... mà Arteta mong muốn. Tipper là một cái người mà được đưa về nhưng đá ngay trận đấu đầu tiên là nghỉ rồi. Thì cái vị trí vệ trái cũng như vậy hậu vệ phải thì nó nó đều sẽ có lúc nào đó nó sẽ xuất hiện Benoit ở một số trận đấu gần đây là khá hơn ừ. nhưng ở bên phía góc trái đấy tưởng là anh QBO là anh ấy đã ổn rồi đấy, nhưng mà thực ra góc đấy là thua nhiều Và nói thật là đối đối là khác Man City thì, thì thì đối thì người ta sẽ khai thác nhiều hơn cái cái, cái chuyện đấy anh Man City cũng thế thôi thua toàn ở những cái ở những cái chỗ ở phía Akanji mà đáng là cay cay cái, cái cơ có thể đá đúng không Akanji nếu cay cơ đá, đá quá. thì cái vị trí đấy nó sẽ đỡ hơn rất nhiều đúng nhưng rồi. mà vì người khác đá thì là tình huống nó sẽ bị khai thác nhiều hơn và man city hôm đấy cũng hơi bất ngờ bởi việc ông ancelotti lại đưa vinicius lại vào trung chính giữa đấy <laughs> lại hơi bất ngờ rồi ông rodrigo tạt ra đấy nhỉ nhưng mà công nhận là đội real đá sắc sảo thật đấy với một man city hùng mạnh như vậy họ cũng nhường thế trận đấy chứ nhưng mà nhường thế trận một cách hoàn toàn chủ động và Real vẫn có thể có những cái bàn thắng rất là đẹp. Ừ, cái, à, cái, cái, bàn gỡ thì tuyệt tuyệt vời. Cái thứ Văn mà Văn cái thứ mà gọi là gọi là về mặt gọi là hình dung về những cái gì nó tiêu chuẩn nhất ấy, thì họ đều làm đúng một đường truyền là một đường truyền hai đường truyền là hai đường truyền chạm một chạm là một chạm mặc dù nó nó có cần phải phức tạp đâu và uh, man city cầm bóng nhiều nhiều vẫn có được ba bàn thắng nhưng sự xuất sắc của phin foden thì là rõ rồi và cũng có nhiều cơ hội xảy ra thế nhưng mà mỗi khi ông real ông lên lên bóng nó cũng cảm giác luôn là bàn thắng đến nơi đến nơi tất nhiên là vẫn có bỏ lỡ này bỏ lỡ nọ nhưng mà cũng rõ ràng là cực kỳ sắc cảo vậy tôi nghĩ là cái lượt về này tại Etihad hay hơn sẽ hay hơn rất nhiều so với năm ngoái năm ngoái real là có biểu hiện bị già Thành ra là lượt về bị đè rất là mạnh ở sân Man Xanh Nhưng thời điểm này họ đã gia cố cái sức trẻ và cái cơ bắp trong đội hình của họ rồi Thành ra lượt về cũng sẽ rất là hay Chứ không thể nói là là Man Xanh ưu thế ở đâu Hàng phòng ngự của Real Suameni về đá trung vệ cũng rất tốt Đấy cả trận Hà Lan nó không sút Tức là sút được đúng vào cầu môn được đúng một quả thôi Hà Lan là gần như là bị khóa Hôm qua, hôm qua có cái chuyên gia Rudiger à? bỏ, bỏ túi rồi Rudiger với chân, cả Suameni đá cặp gia rất thì hay. nói rất hay là ngoài cái việc anh này ghi bàn ra thì anh mới không ghi bàn thì anh chẳng có tác dụng gì cả. Ừ. <laughs> đấy là một câu nói rất xem một trận đấu chúng ta thấy rằng là đúng như thế đấy. Không tham gia vào lối chơi được. Không tham gia vào lối chơi được, truyền cũng rất dở. Và cái và cái kiểu đá như Hà Lan là rất dễ dẫn đến khả năng là đồng đội càng ngày càng truyền cho anh ít đi. Bởi vì mùa đầu tiên là tính mục đích rất là cao, Pep bảo có bóng là truyền, nhưng mà họ đều là những ngôi sao thượng thặng và đến một lúc đó đều có cái tôi chứ. là người ta tính rằng là 13 năm nay mới lại có một cái tứ kết lượt đi mà xô nổi bàn thắng như vậy, 18 bàn, 4 trận lượt đi, nhưng mà hai siêu tiền đạo thì lại tịt ngòi. Mbappe cũng Mbappe còn không xuất được quả nào. Hôm qua Mbappe đấy. là bị uh, rồi, rồi bỏ Kunde bỏ đi hết nhỉ. Kunde cũng làm được quả gì. đã hay. Bah... 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 Arauho Araujo đã hay, Kubasi đã hay. Rồi Barcelona có chiến thắng là ấn tượng đấy chứ Nhờ, 3-2 Mà Rafinha hai bàn rất là đẹp Hàng hậu, hàng tiền vệ của họ có hay Và đặc biệt là quan trọng là để Dông quay lại để Dông đá cực kỳ hay De đá, đá mỏ neo rất hay Đá cực kỳ hay cùng với cả cùng với cả Gundogan nữa Và em qua có hai nhân vật khiến cho tôi rất ngạc nhiên Thứ nhất là Mbappe không thể đồng mình. Thứ hai là Donnarumma. Donnarumma đợt vừa rồi được khen rất nhiều nhá. Tôi thậm chí có một bài viết Hoa khen ra vào động lung tung lắm. Thế nhưng mà hôm qua cái quả thứ hai và quả thứ ba, đặc biệt là quả thứ ba anh không làm gì cả trên vành vôi như thế này. Có thể ờ ừ, có thể cho rằng là có quá nhiều cầu thủ trước mặt tôi đúng không? Tôi không làm gì cả nhưng mà ít ra anh phải có một động thái nào đó chỉ huy phòng ngự thì để cho Christian Sen đánh đầu quả đấy rất là ngớ ngẩn. Cả ba bàn thua anh đều có lỗi. Đúng rồi. Donnarumma là một cái trận đấu chấm điểm thấp nhất cả trận luôn có bao giờ mà Barcelona ở thời điểm mà bị trũng nhất về niềm tin thì họ lại có cúp không nhỉ? <laughs> hoàn toàn có thể <laughs> hoàn toàn có thể. Hơi bị đẹp. Các anh nhớ rằng là cái cái mùa Xavi năm ngoái khi là cầm Barcelona ai nghĩ họ vô địch? Các anh nghĩ đi. Làm gì mình cứ mình cứ nghĩ đi. Làm gì có ai nghĩ rằng là cái mùa Xavi cầm lại vô địch được. <laughs> Thế mà, mà nếu họ như địch? họ thành công ở Champions League mùa giải này thì càng có cớ để Xavi ở lại. Vâng, càng có những Nhưng mà Xavi bảo là thôi nghỉ mà. Đã từ khi nghỉ giờ là, 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 là... Đã, đã 12 trận rồi là bất bại đấy nhé đã có tin nói là La Porta đang kiểu vận động thức, để cho lại rồi và dùng báo chí dùng một số tờ báo thân với cả Barcelona để bắt đầu viết những bài xã luận có vẻ như rồi là vâng, có rồi. vẻ như là hôm qua thì Atletico đã vượt qua Dortmund 2-1 và Atletico vẫn như thường lệ làm đội bóng rất là khó chơi và, và ở chân trời đâu đó là Tây Ban Nha đang mơ về có trận bán kết ở bên nhánh đó là toàn Tây Ban Nha. Nha rồi và để đảm bảo một suất trận chung kết đúng không Barcelona và Atletico mà gặp nhau ở bán kết thì nó cũng là căng thẳng đấy. Nhưng mà lợi thế một bàn thì nó cũng chưa nói lên điều gì. Đặc biệt là Atletico sẽ còn phải đá sân Dortmund. Barcelona thì thắng một bàn, nên như giờ lại được về sân nhà, lợi thế hơn là khá nhiều. Đúng không? Còn hai trận kia thì tôi e rằng là sẽ dẫn nhau đến phá đền, phá đền đấy. Còn trở lại với cuối tuần này, bóng đá Anh thực sự đang rất là dày. Các đội đầu bảng đều phải đá rất nhiều trận. À, chúng ta thấy rằng là liên tục và cả man city cả arsenal cả liverpool dạo này không kêu ngoài không kêu nữa bởi vì chúng tôi đá nhiều như nhau, không ông nào không ông nào không kiện ông nào được, bởi vì đá kêu về giờ, lịch thi đấu chỉ giờ thi đấu nào đá giờ sớm đấu muộn muộn. như Europa League thì đương nhiên phải đá sau rồi, vì ông ấy đá sau một ngày Thực ra kêu nhiều nhất là Liverpool đấy, đúng. kêu đúng bây rồi. giờ thi <laughs> đấu. Bởi vì Europa League mà, tức là xếp khéo đến mấy thì vẫn cứ bị đá muộn hơn, đúng rồi. bởi vì là họ đá đêm thứ năm. Đúng rồi. Thì bây giờ này nhá cuối tuần này thì lại sẽ có một cái cuộc đổi ngôi ở ngôi đầu bảng. Tất nhiên là đổi ngôi nó sẽ ngắn thôi. Đúng không? bởi vì Manchester City sẽ gặp uh, Luton Town này và đá trên sân nhà thì chắc là trong chúng ta chắc không ai nghĩ rằng là Luton Town có thể giành được một điểm tại sân đó, đúng không? thì lúc ấy thì Man City sẽ là đội hòa. sau 20 giờ ngày chủ nhật thì Liverpool đá với Crystal Palace và tôi nghĩ rằng là Liverpool cũng không bỏ lỡ những trận đấu này đâu. năm nay thì họ đá với Big Six thì kém kết quả không thuận lợi. thế nhưng mà đá những đội tầm trung này Liverpool lấy hết điểm và trên sân nhà Anfield nữa, lực lượng của họ đang có những tín hiệu rất tốt khi khi Trent Alexander Arnold, Alison Baker, Diogo Jota ba chia tích đều đã quay trở lại tập luyện với đội lớn rồi thì có nghĩa rằng là lực lượng họ đã được bổ sung rất là quan trọng thì họ rất có thể là sẽ giành lại cái ngôi đầu bảng từ tay của Man City và nửa giờ sau đấy là câu chuyện của Aston Villa đến làm khách tại Arsenal và nói thật là đá ở đâu đá ở châu Âu thì Arsenal còn có cái tâm lý này nọ nhưng hiện nay đá ở ở, ở ở Premier League thì Arsenal đúng là ngáo ộp, Hiện nay họ đội bóng này đá đang rất hay ở, ở Premier League. Aston Villa kỳ vọng nhiều như thế nhưng họ gặp những đội lớn. Tôi chưa thấy trận nào họ đá đá là là không là lần đi họ, thích họ thắng, á, lần lần đi ấy. thôi. Không, nó đi. Tôi lần tôi Đi khi đây. mà Aston Villa đang cực hay ở sân nhà thì nó là thắng gì? liên tục cũng nói nhưng tôi nói là cái gần đây gần đây gần đây, gần đây, gần đây họ gặp đội nào mà mà ở top trên họ đều rất khó khăn và họ đá với những đội tầm trung họ cũng gặp khó khăn, khó khăn. họ đang rất bất ổn. Mất top 4 chứ còn gì? họ không còn ở vị trí thứ tư rồi đúng thì thực ra là tôi nghĩ rằng là với arsenal mọi chuyện nó có thể nó dễ dàng hơn dễ dàng hơn so với lượt đi là chắc chắn thế còn kết quả thế nào thì đương nhiên bóng đá nó cũng khó nói nhưng mà đúng như anh vũ nói tôi nghĩ rằng arsenal về vào lúc này về lại premier league ấy, họ sẽ đá tốt những cái trở ngại lớn về mặt tâm lý thì bắt đầu đã qua gần hết rồi bây giờ thì họ sẽ cố gắng giải quyết từng từng trận đấu bằng đúng cái thực lực của mình nhưng mấy trận kia thì sẽ có những cái suy nghĩ tính toán khác nhau đấy vì biến ở ngoại hạng anh nó nhiều đúng rồi nói thật là liverpool tôi nghĩ là hay thì vẫn rất hay đấy nhưng mà cái cái cái, cái, độ mong manh nó lớn cái độ mong manh cái, cái bị anh thấy không nó có một vấn đề rất lớn là hàng thủ trận nào Toàn vẫn những thủng. người hay mà vẫn thủng vẫn thủng vẫn hay vẫn thủng Arsenal giải quyết được cái bài toán là không thủng Đấy, đấy Đúng. là cái câu chuyện khác biệt. Đấy, đấy. rất là khác, đấy là khác đấy. Đúng rồi, bởi vì uh, tôi hy vọng rằng là với mặc dù Kelleher rất hay nhá. tôi không chê một điểm nào anh thủ môn Kelleher này nhưng mà cái vận anh thế nào là đá trận nào gần như là là cũng bị thủng lưới. Nó cũng không phải do lỗi anh ấy đâu. Anh không có một lỗi cá nhân nào dẫn cái Đúng việc mà thua cả. đến chuyện đó. Cái, cái trận mà, mà gặp MU vừa rồi của Liverpool ấy là cái quả truyền sai của cansa nó giải quyết hết tất cả, vậy là thế trận bởi vì nếu mà cho đến trước cái tình huống đấy là, thì cơ bản không có một cái vị cơ bản rồi. là Liverpool ở một cái đẳng khác đúng rồi vậy nhưng mà anh truyền hỏng một cái một cái quả bóng mà nếu gọi là gọi là thời tiền sử bóng đá thì người ta mới truyền như thế đúng rồi. <laughs> anh có Điều nhớ cái không? quả mà Junior truyền ở trận gọi là Brazil với cả Ý à? ở năm tám không quả truyền ngang đấy <laughs> là, là là kết liễu chứ thể hình dung là... được bởi nó chỉ đến một là sai lầm về mặt kỹ thuật này hai là sự chủ quan vì nghĩ rằng là Van đai ở chỗ đó rồi và thiếu quan sát thì không ngờ lại là có chuyển thẳng vào nhưng nó sai luôn. cực kỳ nhiều về nguyên tắc về, mặt, về, mặt, về, mặt. Về, 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 về cả hoàn về, về, cảnh nữa là không việc gì phải cái làm tính thế. toán về không gian Tôi nghĩ rồi, không phải thế này anh ạ. trước đấy quan sát cũng làm mấy phát như thế rồi thế nhưng mà nó an toàn bởi vì một là một là, một là kỹ thuật đang đúng hai đến giờ đấy vì các anh xem man United cả hiệp một có đá được quả nào đâu đó, đó, đó là chủ quan lên chủ quan lên thì lại càng chủ quan càng thỏng thế là mất luôn trận đấy và khi mà sự tự tin của man United được dâng lên thì nó ra kết quả thứ hai thôi thứ nó dẫn đến quả thứ hai là bình thường Đấy, còn may là Liverpool gỡ lại được. thế nhưng mà quả thật mà nói thì Liverpool đấy, nhưng có cái chỉ số là là là, là đội duy nhất trong top 6 là ghi bàn thắng là ít hơn so với chỉ số ghi bàn mong kỳ vọng đợi. kỳ vọng đấy. thì đấy là đội duy nhất là như thế. bởi vì, vì cái sự bỏ lỡ nhiều quá. họ bỏ lỡ quá. nhiều quá. vì một trong những cái cơ hội mà họ làm được thêm một bàn nữa ở hiệp hai, tôi nghĩ là MU sẽ lại vỡ, thì. không 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 ấy được, không chịu được. nhưng thôi quay trở lại ý nói rằng là cái sự mong manh của của Liverpool. nhưng tuy nhiên là về sân nhà thì câu chuyện sẽ khác gặp Crystal Palace nhưng trong cái cuộc đua này thì qua cái sóng gió vừa rồi của man city bây giờ họ được xếp thứ ba nhưng chỉ một điểm ít hơn thôi đúng không nhưng đừng quên rằng nhé đến thời điểm này ở lịch thi đấu dòng anh của man city là dễ nhất đúng rồi gặp đối thủ là ngon nhất trừ là tottenham trừ tottenham là cái giờ thi đấu à cái ngày thi đấu là còn chưa được ấn định bởi vì đội này còn đang đá nhiều nơi quá đội man city còn đá c 1 này còn đá cả fa này đúng không còn bán kết lượt về mà dẫn đến cái việc là ồ chính cái đội này cái lịch thi đấu với Tottenham là là còn chưa có cơ. À, do vậy là cái lịch thi đấu của Man City đang thuận nhất rất thuận và không phải tự nhiên mà cái siêu máy tính của Opta nó vẫn cứ đưa cái Man City này cũng là đội bóng có nhiều khả năng giành chức vô địch nhất đâu. Tức là cái khả năng giành số điểm tối đa 7 vòng còn lại của Man City là rất cao. Đúng rồi mà kinh nghiệm của họ là trong những cái giai đoạn cuối này thì đã, đã nào nào họ lỡ đâu. Thế đâm ra là phải nói lại một lần nữa là Ateta rất thành công với việc giữ chân Man City hòa không để không? Đúng rồi Rất, thành rồi. công bởi vì là thứ nhất là mọi chính năm xác. cái thời điểm này năm ngoái là 1-4 Đúng không? Ở ETH đá trực tiếp là thua 1-4 Thế bây giờ là không thua nữa mà cả mùa không thua lại còn thắng lại còn không thủng quả nào thì chúng nó rất thành công nó rất Hóa thành rồi. công đấy nên là Arsenal mặc dù cái tỷ lệ máy tính nó tính toán là họ thì họ tỷ lệ của họ vẫn là thấp nhất có lẽ họ dựa vào những cái cái, cái, kết quả bởi vì nó phải là trung bình cộng của Tức là độ rất khó nhiều những cái, cái, trận cái kia. độ khó trận kia này trận rồi kia. cả cái tỷ lệ trong cái đợt, đợt run in gọi là đợt nước rút của arsenal trong mấy mùa mà gần đây Đúng rồi. và cũng kém đối đầu nữa Đấy. đối đầu quá khứ nữa thế nhưng mà tôi thì tôi lại bây giờ tôi lại nghĩ rằng là arsenal đang có nhiều cơ hội nhưng mà arsenal có mấy trận khó chelsea không dễ nhá ừ. tottenham arsenal villa Manchester United nữa. Đúng rồi. Đấy. Liverpool thì giờ... dễ hơn một tí nhưng mà họ sẽ phải đá quá nhiều trận sân khách. Ví dụ đến cái giữa tuần này, Hết trận này với Palace Họ đá liền 4 trận sân khách Đã Atalanta lượt về Europa League Sau đó là Fulham Là West Ham Là gì đấy Là Sevilla Đều sân khách hết Liverpool thực ra bây giờ là mong manh nhất đấy Mong manh, manh Thực ra là cái câu chuyện của Arsenal nó sẽ nặng Bởi vì nó còn sen kẽ vào đấy Nó còn có trận Bayern Munich nữa đấy, mà Trận lượt về đấy Nếu như họ thu hái được một kết quả tốt Ở trận Bayern Munich ấy, thì cái trận Tottenham nhìn chung nó sẽ đỡ vì sau đấy là đá Tottenham mà đúng rồi đấy thì đấy là một cái trận thì, tâm lý đúng không tâm lý. nhưng mà tôi thì tôi rất là là một động viên của Liverpool tôi rất mong là Arsenal và Man City sẽ lọt được vào vòng bán kết vì một là hai đội bận hơn đúng rồi. <cười> <cười> hai đội còn sẽ phải đá với nhau nữa thì sẽ còn mệt nữa thông thường tôi nghĩ rằng là thông thường vào cái thời điểm này bị mất một thứ thì nó sẽ mất luôn cả thứ còn lại dễ thế lắm, dễ để thế lắm. nên thực ra ừ. là các huấn luyện viên họ sẽ cố gắng tối ưu lực lượng và, và và dành tất cả những gì tốt nhất để mà ra sân, ra trận. thực ra mà nói đá dày thì đương nhiên là nó không, nó không có lợi. À, người ta tính ra là là Tottenham được nghỉ đâu đó gần nửa tháng trước khi đá cái trận với với Arsenal đấy. trong khi đó Arsenal trong giai đoạn đó là đá đến đâu đó khoảng bốn năm trận. Ừ. đấy, thì cái mật độ thi đấu đấy là đương nhiên là Thì nó hơi nhiều rồi. quá. Đúng nhưng mà ông Tottenham lại giãn quá. Đúng rồi. Bởi vì giãn quá thì mất cái nhịp thì chơi, nhịp chị chơi. Nhịp. Real Madrid vừa rồi là nghỉ 9 ngày mới đá với Man City Thế nhưng mà họ cũng họ có thắng được Man City đâu. Thế còn MU của anh Huy sao nhỉ? Đua đu 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 top <laughs> 4 thế nào? MU tôi nghĩ top 4 không còn cửa đâu. Trận đá vừa rồi với Liverpool như vậy nhưng mà đấy chúng ta xem cả hiệp 1 như thế hiệp 2 thì có thời điểm dẫn bàn xong rồi bị gỡ thì kết quả penalty thực ra là cũng không rõ ràng nhưng mà nhìn toàn cục thì các fan mu đều thấy là hòa là tốt lắm rồi ừ. với gì diễn ra trong một có thể tiếc một chút ở phần cuối nhưng mà cơ bản là hòa là tốt và tôi thấy nó và đừng... vẫn và tôi nghĩ là không vẫn có một số những anh em vẫn nói rằng là tiếc vì không thắng nhưng tôi nghĩ rằng là ừ. hơi vô lý nhìn toàn cục như toàn thế cục thì, thì hòa thì... là tốt lắm rồi tốt. Và... và tôi ừ. vẫn thấy là mu vẫn sẽ có trận được trận mất trong cái dạng cuối thôi và đừng quên, quên đấy là khó. cuối tuần này họ gặp bon mướt trên sân bon mướt mà bon mướt lại lại bon rồi wow. đúng rồi. rồi có Ở một nhưng... đoạn nó rất bon sau lại được chứ gần đây nhất là thua nhưng ba trận trước là toàn thắng họ rất bon <laughs> bon mướt đang rất bon đấy đúng đúng, đúng tôi cũng có đúng một đúng anh bạn người malaysia anh ấy là một fan ruột của mu và cứ trận hay là anh bay sang anh, anh xem mu thì uh, những cái thông tin mà tổng hợp được ấy, thì anh nói là tại sao ten Hag làm với cầu thủ trẻ lại đều tốt từ Kobe menu rồi là Ghana rồi là kể cả Foison son là trưởng thành rất nhanh. Thế nhưng mà những cầu thủ kinh nghiệm đẳng cấp làm việc với ông lại bất ổn. Thế thì anh ấy kết luận là có vấn đề trong vòng thay đồ đấy. Chi tiết hay? Tức đấy. là Ten Hag và những trụ cột của MU có sự xung đột, có bằng mặt mà không bằng lòng. Và nói cách khác là một số cầu thủ có vẻ đá thế thôi nhưng mà muốn ông đi. Tức là đang ừ. gặp vấn đề nội bộ. Tức là Ten Hag là true của <laughs> ông ấy đưa cầu thủ <laughs> trẻ nào lên là cầu thủ đó đá tốt. Đấy, phải phải thử ghi nhận ở ông cái chuyện thế. đấy. Nhưng mà đám già kia là bất ổn những người đẳng cấp nhất lại là bất ổn. Thế rất có thể là ông muốn để với ông đấy. Có Jim ông... Ratcliffe cũng 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 đang suy suy tính. Tôi nghĩ là có ba lãnh đạo một, họ đều suy tính Một, ông, các một các ông, ông châu, một ông châu ở sân Đông Trafford. Thấy chắc ông xỉu. <laughs> <chịu. cười> ra là không thì nói thật là đá như vậy thì bảo là cạnh tranh trước vô địch khó, không không thể cạnh. Họ thể chỉ được. có thể thắng một trận nào đó vì vì đá với pool là nói thật họ đá với cái sự kiêu hãnh nhiều hơn chứ còn về mặt trình độ rõ ràng là là thua kém đúng không và họ được tặng quà cái quả của quang dù rồi không có quả đấy thì có bây lắm và hơn nữa thế này thì làm sao bảo bảo là mu đến với giải hạng anh là phải để cạnh tranh trước vô địch chứ không phải là đi như thế này là không xứng đáng đá cho chỉ là cái top europa league thôi mà họ là một đội bóng lớn nhưng vào thời điểm hiện nay chúng ta nhìn thấy cái lớn đây là truyền thống là cái tên chứ không phải là cái chất lượng đội bóng và chúng ta nhìn thấy một loạt những cái lời bình luận của các huyền thoại kể cả huyền thoại của MU cũng như huyền thoại của các đội bóng khác như Liverpool chẳng hạn thì họ đều nhìn nhận MU vào thời điểm này không phải là một đội bóng có tiêu chuẩn và những cái mà cách vận hành của của trận đấu đấy thì nó ừ, tất nhiên chúng ta hiểu được là đôi khi người ta bị ức chế về mặt gọi là là là, là cảm xúc khi mà xem đội bóng mà họ yêu mến, yêu mến đá thì họ sẽ phát biểu một cách rất là cực đoan như kiểu trường hợp của nói rằng là đội học sinh cũng không đá như thế này. Thế nhưng vấn đề là đúng thế thật nếu là cái tính liên kết cái tính tổng 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 gọi là tổng hợp hết tất cả các cái cách tổ chức của MU là không xứng đáng của một đội bóng lớn chỉ có điều là họ vẫn có một cái truyền thống họ vẫn có một cái chất lượng ở một vài cá nhân đâu đó thì ở một cái thời điểm nào đó giải quyết đâu vẫn giải quyết được từ tôi đồng ý với ông Klopp ông nói trả lời trong vòng vấn sau trận đấu thì ông nói rằng là nếu như MU mà đá như thế này với Arsenal đấy thì tôi không nghi ngờ gì cái chuyện rằng là Arsenal sẽ chiến thắng vì Liverpool mới không thắng được chẳng qua là phải họ tự trách họ. thôi có rồi. quá nhiều cơ hội để có thể ghi bàn mà giữ điểm thì quá tệ chứ còn không thì thì, thì, thì quả thật là quá khó. Đấy, thế nên là chắc ông nói với ông Klopp ông khôn ông nói vậy là cũng là để kích tướng đi mà. đúng rồi. <laughs> <Ông kích cười> nhưng tướng nhưng là. mà cái, theo cái trận là, đấy là sẽ trận là áp chót rồi nhé. đúng rồi nhưng nhưng có một vấn đề mà các anh thử hình dung xem à, tất nhiên đội bóng nào thì cũng có cái sự kiêu hãnh của mình đội bóng nào cũng có những cái mục tiêu riêng của mình nhưng nếu như cho đến trước vòng 37 mà Arsenal vẫn đang ở đứng ngôi đầu bảng ấy mà MU với tình hình như hiện nay ấy thì tôi nghĩ rằng là trận đấy chưa chắc đã phải là trận khó cho Arsenal đâu. Hôm tới thì Arsenal sẽ đá Tottenham là sân nào? Sân Tottenham à? Sân khách. Đó, đó là khó là và đừng quên rằng là cái cặp đấu này nó khủng khiếp lắm đấy. Đúng rồi. Nó về máu lửa, độ máu lửa là ghê gớm lắm, ghê Về đội MU thì rõ ràng là những mùa giải gần đây, mùa này có mùa khác là chúng ta vẫn cảm nhận được ở đội này là mất thật tự. Đấy, không phải ngẫu nhiên mà Sir Jim Ratcliffe là gần đây rất chú trọng mời những người mà có khả năng quản trị tốt về để mà điều hành đội bóng từ cái gốc dễ chứ còn cảm giác là huấn luyện viên nào làm cũng sẽ khó đấy thì qua cái, cái chuyện chúng ta vừa trao đổi cầu thủ trẻ thì rất là, là phục tùng bởi vì họ như tờ giấy trắng thế còn những người mà được chờ đợi nhất ở những thời điểm cam go những cái lúc mà cần bản lĩnh cần đẳng cấp thì lại đánh mất mình đấy là một cái chuyện nó tôi nghĩ là ten có thể cũng cũng phải đi nhưng mà trước hết là đội bóng phải nội bộ phải tốt đấy tức là cái khâu quản trị phải rất là cực vững được rồi cảm ơn anh đó là câu chuyện giải anh còn ở đức thì chúng ta sớm chúc mừng ben leverkusen họ chắc chắn sẽ vô địch thôi. Sau vòng này cái vòng này là, xong luôn. là đã xong luôn thì đó sẽ là tạo lên một kỷ lục. Nhưng phải thắng Bremen để... để... đã, đã chứ. Thì, thì tất nhiên thế nếu, mà thắng, nếu mà thắng, nếu mà thắng, nếu mà thắng thì thắng là xong, xong luôn. Đấy thì vì, là... vì giải Đức nó cũng ngắn mà, có ba vòng thôi. Uh, 16 điểm rồi. Đúng rồi, 16, 16 điểm 6, mà còn có sau trận này thì còn có 5 vòng. Chính, hiện nay là 6 đúng không? Sau đó đoạt một Cúp Đức nữa. Bây giờ chúng ta không gọi là Neverkusen nữa. Tôi tôi chỉ tôi chỉ có băn khoăn một điều rằng là khi mà họ thắng Bremen trận đấu quay về giành đĩa bạc xong thì họ có giữ được kỷ lục là là thắng là bất bại toàn mùa hay không đúng không? Gần đây nhất một đội bóng châu Âu là Juve là 10 11 12 trước đấy nữa thì là Arsenal 203 14 đúng không? Lâu lắm rồi. Đúng rồi. Chưa có đội nào là là là, là mùa. Mùa, cả mùa là bất bại cả. Nhưng chỉ lo là Liverpool Leverkusen đoạt được cúp rồi ấy sẽ, họ thì họ sẽ ông, không thể cố ông, được cái, 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 cái động lực nó không có đâu. Tôi nghĩ thực ra đấy không phải là tiêu gì của họ đâu. Đúng rồi. Cái đấy nó ra. không phải là mục tiêu. Họ bất bại không phải mục tiêu họ đâu. chung kết cúp có thể lọt sâu vào Europa League. Europa League mà đối thủ là Ham thôi. Mà 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 chúng ta thấy rằng là cái cái giai đoạn vừa rồi ấy, khoảng 4 5 trận vừa rồi rất nhiều những trận là họ phải lội ngược đến sát nút. Thì đấy, đấy. là ý chí và bản lĩnh và chất lượng của một đội bóng vô địch. Thế nhưng mà nếu như bây giờ mà vô địch thôi. đang căng ra hết đúng hết rồi thì làm rồi sao mà bảo rằng họ thể mái được. Ngày xưa có ai nói đó về cái câu chuyện liên quan đến Arsenal với cái cái chuỗi của cả một cái mùa 2003 2034 đúng không? rồi nó vắt cả sang năm sau với 49 trận ấy những cái câu chuyện đấy là một câu chuyện tôi nói thật là cái kỷ lục ấy nó 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 vô nó phải, tiền quá hậu đấy nó nhưng mà nó ảnh hưởng rất nhiều cái chuyện khác và nó phải tự nhiên mà đến chứ Đúng còn rồi. Mà đi theo nó là rất khó gắng gồng lên vì cái chuyện đó là chứ còn nhưng mà bản thân lên của Sen nhá mà chỉ cần vô địch cho đến thời điểm vô địch mà bất bại thì cũng đã là tuyệt vời rồi thì đúng thế rồi Thì Thì đúng. Thì Bản chất bây giờ đã, đã là kỷ lục của bóng đá Đức rồi Trên toàn mặt trận rồi là họ đã khủng khiếp lắm rồi yeah. Bây giờ họ đó gọi là never loser rồi Chứ có yeah. phải là, gọi là never cusen <laughs> nữa đâu Rồi thôi cảm ơn canh Chúng ta cùng có những cái dự đoán nhé Bây giờ các trận cần dự đoán này Man City với Luton Town tôi đoán là nhẹ nhàng 2-0 thôi Vì ông Man City sẽ còn phải giữ chân Chắc chắn là Pep Guardiola sẽ phải xoay vòng rồi Các cầu thủ dự bị sẽ được đá nhiều Tôi đoán Man City thắng 3-0 Tôi cũng đoán 3-0 tôi đoán là bốn không bởi vì linh lan cần phải làm ừ. <laughs> nóng lại mình những ừ. trận đô đa <laughs> mà những những cái đồ như này là phù hợp đúng ừ. không bon mượt với man united tôi đoán rằng bon Mert sẽ thắng một không tôi đoán là một đều thôi mọi chuyện nó không đến mức độ là cứ tan nát như thế <laughs> không sao lại u ám thế được nhỉ tôi đoán MU tháng thắng hai một cơ tôi cũng đoán mu thắng hai một cứ lạc quan thôi liverpool với palace ba một cho liverpool tôi đoán liverpool thắng hai không tôi cũng đoán hai không Nhìn từ góc độ cổ động viên Arsenal tôi muốn có sự chuyển biến ở đây. <laughs> <laughs> hòa một đều không không hơi, hơi hơi khó xảy ra trên sân Anfield thì khó, Anfield thì rất khó. Arsenal với Aston Villa 2-0 là dự đoán của tôi. 2-0 dễ hành nhỉ? Tôi cũng đoán thế. Tôi đoán là 2-1. Tôi đoán 2-1 cho Arsenal. Vì uh, nếu mà điểm bước ngoặt cho Arsenal thì khả năng là cái trận đấu với Tottenham khó thắng. Bởi vì với ba đội này một trận hòa đã là 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 là, là vấn đề rồi. rồi. Ừ. Uh, Đức này, Leverkusen Bremen một không nhẹ nhàng Leverkusen và đoạt chức vô địch. Tôi đoán là uh, Leverkusen thắng 2-1 nhưng mà nó phải lại bị dẫn điểm trước cơ, à? thế nó mới vui. Cái cái năm canh nhớ cái năm mà cái ông Leverkusen này toàn nhì ấy. Hay chính hay. ông Bremen ấy, chính ông Bremen là gây ra những cái chuỗi trận Klaus Tommler nhỉ? Mà 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 ông Leverkusen thua các loại đấy. Chứ ông chính ông Bremen đấy luôn. Nhưng bây giờ tôi nghĩ là là, là lịch rồi. sử nó quay lại và nó sẽ có cái sự ngọt ngào bởi vì họ đã cay đắng trước Bremen cái cái, cái thời điểm ấy. Bây giờ họ sẽ mang lại cái quả ngọt rồi chính từ đội bóng này. Có vay có trả và ừ. vấn đề là Xabi Alonso khẳng định là sẽ ở lại thêm một nữa rồi. Đúng rồi, xong rồi. Còn Liverpool xong thì rồi. đang đi tìm cái Morinha, anh anh Sporting, Sporting tiếp cận Anmorim rồi. À. rồi. À. Tức là người ta bảo có hai cái cách để mà huấn luyện viên làm tốt, ấy. tức là hoặc là tuyên bố là ở lại như đi không cột hoặc là tuyên bố sớm đi luôn. Sẽ ra đi. <laughs> đấy thì là đội bóng sau đó sẽ tốt. Leverkusen, <laughs> tôi đoán một không đấy, các anh. Tôi đoán hai không. Tôi đoán hai một đấy. Tôi đoán hai một. Bị dẫn điểm trước, sau đó thì lại có khi ăn phút cuối và cái anh Patrick Schick ấy mùa này chuyên ghi bàn ừ, ghi, cuối thôi. cứ vào là ghi bàn cuối nhỉ có khi anh lại làm quả như thế nữa đấy như thế vô địch là vui. nó có một cái hay là ở ừ. Leverkusen là không có một cái ông nào ghi bàn gọi là nổi trội hẳn lên đúng rồi Tức là chia, nhau chia nhau đấy, nó khác với cả Bayern có một hai Kane vua ừ. pha lưới châu Âu nhưng mà không có danh hiệu ừ. <laughs> Torino Juve không một tôi đoán hòa một đều đã bị Torino đấy nhỉ không đơn giản đâu không như Juve cũng khá hơn một tí rồi đấy không thua cái trận ừ. rồi, vừa, vừa rồi Tôi thắng lại, lại. cái trận vừa rồi thắng lại rất là chán lại một anh hậu vệ lại ghi bàn nói chung là xem Juve ừ. bây giờ nó nói xin lỗi anh Vũ là xem rất chán ừ. chán 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 à, tôi đoán Juventus thắng 1-0 Sassuolo với AC Milan 0-2 tôi đoán Milan thắng 2-1 tôi đoán là 2-1 cho Milan cái đội Sassuolo này đang áp chót bảng ấy. ngày xưa đã từng thắng cả Milan thắng cả Inter đúng mùa này mùa, này, này, là, là thắng Juve đúng Juve 4-2 đấy nhưng mà họ đang xuống quá tôi đoán là AC Milan thắng 1-0 Inter Milan Cagliari 2-0 tôi đoán bây giờ cái giải ý bây giờ đoán nó cũng nhảm quá rồi. Inter đoán anh Cagliari 3-1. Cũng 2-0. Tôi đoán 3-1 như anh Tùng. La Liga này Cadiz Baxa 0-1. 2-1 cho Baxa. Tôi cũng đoán rồi anh Tùng, Baxa tháng 2-1. Tôi đoán Baxa tháng 1-0. Cái cái lượt đi rồi là Baxa cũng vất vả lắm cái ông này đấy nhá. Ừ. nhá. Đúng rồi. rồi, bóng của Andalusia. Yeah. Mallorca Real 1-2. Tôi cũng đoán rồi anh Vũ. 2-0 thì nó tiện hơn. <cười> <cười> tôi đoán 2 không cho Real rồi cảm ơn các anh. và thưa quý bạn đó là những dự đoán của các bình luận viên của chúng ta trong các trận đấu ở loạt cuối tuần này trên các sân cỏ châu Âu và thật sự đây là cái giai đoạn hết sức là hấp dẫn và căng thẳng ở giải Hoàng Anh khi cuộc đua tam mã đang đến hồi đỉnh cao và còn 7 vòng đấu nữa để các đội có thể xem xem ai sẽ là người giành chức vô địch cuối cùng và mỗi một vòng đấu, mỗi một trận đấu đều có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với họ đều là những trận chung kết. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Còn bây giờ chương trình của chúng tôi xin được kết thúc ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.